chào tất cả các bạn. Đây là Vũ Phạm Nghiên Hương, học lớp 10 chuyên Anh. Mình đến từ Vũng Tàu. Đến với cuộc thi thì hiện tại mình đang rất là vui và háo hức. Mình mong có cơ hội được thử thách bản thân và mong mình sẽ hoàn thành tốt trong buổi tối ngày hôm nay. Cố lên!